Chắc hẳn là qua báo đài hay là mạng xã hội, chúng ta không còn quá xa lạ với hình ảnh lực lượng áo đen với gương mặt sắc lạnh luôn theo sát, bảo vệ các yếu nhân tại những sự kiện trọng đại mang tầm cỡ quốc gia và quốc tế. Đặc biệt là hình ảnh 12 người mặc những bộ vest tối màu, đeo cà vạt chạy xung quanh xe của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã khiến thế giới ấn tượng về mức độ bảo vệ của đất nước họ. Vậy thì ở Việt Nam, chúng ta có ai? Tại Việt Nam, chúng ta cũng có những lá chắn sống, sẵn sàng xả thân, hy sinh tính mạng vì sự an toàn tuyệt đối cho lãnh đạo đảng và nhà nước. Những lá chắn sống đó chính là lực lượng cảnh vệ Việt Nam. Về cảnh vệ Việt Nam là ai và những ai sẽ được cảnh vệ? Hãy cùng Thư viện Pháp luật tìm hiểu ngay sau đây nha. Lực lượng cảnh vệ Việt Nam là ai? Theo luật cảnh vệ, đây là lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia, có chức năng thực hiện công tác cảnh vệ để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho đối tượng cảnh vệ. Hiện nay ở Việt Nam có hai lực lượng cảnh vệ. Một là lực lượng cảnh vệ của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ thuộc Bộ Công an, và hai là lực lượng cảnh vệ thuộc Cục Bảo vệ An ninh Quân đội thuộc Bộ Quốc phòng. Để một cá nhân có thể tham gia vào hàng ngũ ngầu không cần chỉnh này, thì ngoài việc phải đáp ứng các tiêu chuẩn về độ tuổi, về lý lịch, về chứng chỉ theo luật định, thì họ còn phải trang bị đầy đủ các kỹ năng như là võ thuật, quan sát, kỹ năng tác chiến, v.v. Ai sẽ được lực lượng cảnh vệ Việt Nam bảo vệ? Lực lượng cảnh vệ Việt Nam trực tiếp bảo vệ an toàn cho lãnh đạo cấp cao của đảng và nhà nước, cũng như các đoàn khách quốc tế sang thăm và làm việc tại nước ta. Những người được cảnh vệ được chia làm hai nhóm. Đầu tiên phải kể đến là Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội. Những vị là nguyên Tổng Bí Thư, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Chủ tịch Quốc hội, nguyên Thủ tướng cũng thuộc đối tượng được cảnh vệ. Ngoài ra, trong nhóm những người giữ chức vụ, chức danh cấp cao của đảng, nhà nước được cảnh vệ còn có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội và Phó Thủ tướng. Và nhóm thứ hai là khách mời quốc tế đến thăm và làm việc tại Việt Nam. Đó có thể là những người đứng đầu nhà nước, là Tổng thống, Quốc vương, đứng đầu cơ quan lập pháp như là Chủ tịch Hạ viện, Chủ tịch Thượng viện, v.v. hay là người đứng đầu chính phủ của các nước. Đi kèm với đó còn có cấp phó của những vị này, trên cơ sở có đi có lại. Khách mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng, khách mời khác theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, trên cơ sở có đi có lại. Và mới đây, Bộ Công an đã đề xuất bổ sung thêm 4 đối tượng được cảnh vệ như sau. Thứ nhất là Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao. Thứ hai là Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Thứ ba là sĩ quan công an mang hàm đại tướng. Và thứ tư là sĩ quan quân đội mang hàm đại tướng. Ngoài ra, lực lượng cảnh vệ Việt Nam còn thực hiện nhiệm vụ bảo vệ cho các sự kiện đặc biệt quan trọng của đất nước và các khu vực trọng yếu. Công việc cảnh vệ oai là vậy, nhưng đi kèm với đó luôn tiềm ẩn nguy hiểm rất lớn, có khi phải đánh đổi bằng cả tính mạng của mình để hoàn thành nhiệm vụ, bảo vệ cả một nền an ninh chính trị của quốc gia. Đến đây, video xin phép được kết thúc. Nếu thấy nội dung này bổ ích thì mọi người đừng quên nhấn like và subscribe để theo dõi thêm các video khác từ Thư viện Pháp luật nha. Xin chào và hẹn gặp lại!